Có ngồi không? Đây. Ôi, hay rút đấy nha. Giờ cũng muốn đá. Quay ra bên nào. Coi. Coi thì đi vô. Anh nói thiệt với chú, Juventus của chú tuổi tròn sân vai với Real của anh. Mày à! Mày bị gì vậy? Không có gì. Thôi coi đi. Coi. Tới. Ê, tao nghe tiếng gì vậy? Chạy. Xin chào mọi người. Giữa câu lạc bộ Barcelona gặp câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Sau đây, tôi xin được giới thiệu đội hình ra sân của cả hai đội. Hôm nay, người chơi cao nhất trên hàng công của Barcelona đó chính là cầu thủ thứ 13. Cầu thủ mang tên Akin, đến từ Pakistan. Còn phía bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam có người chơi cao nhất đó chính là tiền đạo Minh Béo. Đây sẽ là cân tài cân sức của cả hai câu lạc bộ. Và như vậy, tiếng kèn của trận chung kết Champions League giữa hai câu lạc bộ Barcelona gặp Phong Phú Hà Nam. Yeah.